Mẹ, con hộp sữa uống không nổi hết trơn. Súng xịn thiệt chứ. Súng xịn mà đói bụng quá. Thôi, kiếm cái gì ăn rồi. Trong rừng những gú vậy kiếm đồ ăn đâu ra giờ tài. Ủa ai ngủ ta? À bây giờ kiếm đồ ăn không có, gặp người ngủ xử người ngủ luôn. Cái gì vậy tài? Mẹ, ngủ một gặp này nữa. Bây giờ mày sao? Thịt đấu súng đó rồi sao? Rồi, đứng đó chờ tao đi. Rồi, tao chờ mày đó. Đang buồn, đang chán, không có ai để ống súng. Có mày, xử mày luôn rồi con. Đang ngủ mà mày rủ tao đấu súng hả mày? Xong mày rồi con. Tới lượt anh nè. Mày mày gặp đối thủ rồi con. Bẩn tao hả mày? Tiếp đi con. Chống với tao hả mày? Má giờ sao ta? Cái súng liên hành của nó dữ quá. Thôi, ra đầu hàng mẹ đi chứ rồi. Chứ đây hồi nó bắn chết luôn á. Hả? Thôi, tao thua, tao thua. À. Đầu hàng hả con? Lại bắt mày luôn nè. Giờ mày dám chống với tao nữa không? Thôi, tao thua, tao thua. Đưa cái súng đây mày. Coi chừng tao á. Giờ mày xong mày rồi con. Tới lượt tao nè con. Ê! Tinh Đen! Gì nữa đây mày? Đi chết đi! Bỏ tao ăn hiếp tao như mày.